Đây là Công Phượng. Vâng, những sự va chạm rất mạnh mẽ, rất quyết liệt. Vâng, một tình huống truyền mà cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã bị bẫy Việt Vị lỗi. Còn đây là Công Phượng, tốc độ vẫn rất tốt. Đây là thời điểm mà Công Phượng cần phải thể hiện kỹ năng của mình, những skill đảo bóng dẻo như kẹo kéo. Văn Sơn đã góp mặt. Tiếp tục là Công Phượng ơi, không được. Vâng, một tình huống phối hợp quen thuộc của Công Phượng, nhưng trước đó thì chúng ta thường nhìn thấy những tình huống đó trong bóng của Hoàng Gia Lai. Phi Sơn quá tuyệt vời. Phi Sơn và Sầm Hồng Đức bên trong có đồng đội Công Phượng và không vào. Rất đáng tiếc thưa quý vị, đó là một tình huống phù hợp mẫu mực. Chúng ta vẫn thường thấy những tình huống như vậy ở trong áo của Manchester City, Liverpool hoặc là Barcelona. Tình huống phù hợp 1-2 trong cánh và đưa bóng bên trong dứt điểm. Thường người chạy xuống sẽ là Sadio Mane và bên trong là Roberto Firmino. Hai bên cánh đang thuộc về Văn Sơn và Công Thành. Rất khéo và pha xử lý của Công Phượng. Tiếp tục là Công Phượng và Phi Sơn. Bộ đôi này đã có đến 3 tình huống phù hợp trong trận đấu ngày hôm nay, và đó đều là những tình huống thiên biến vạn hóa. Ngô Hoàng Thịnh rất tích cực chuyền dài. Kỹ năng chuyền dài của Ngô Hoàng Thịnh càng ngày càng tốt. Công Phượng, tiếp tục là Công Phượng, rất khéo léo đang tìm đồng đội. Vâng, Công Phượng bây giờ đã thi đấu thông minh hơn rất nhiều và đồng đội hơn rất nhiều rồi. Dưới bàn tay của huấn luyện viên Chu Nga Sung thì anh đang làm tốt hơn trong vai trò phối hợp với các đồng đội của mình. Vừa rồi đáng ra Công Phượng cần phải có đường chuyền sang dành cho Phi Sơn. Tiếp tục là Phi Sơn. Rất khéo Phi Sơn và Công Phượng. Công Phượng, cú sút của Công Phượng vẫn chưa đủ hiểm để hạ gục Khalid thưa quý vị. Công Phượng là thi đấu rất ấn tượng. Hiện nay thì theo thống kê của chúng tôi thì Công Phượng là người tung ra nhiều cú dứt điểm nhất bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với 3 cú dứt điểm. Ngoại binh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang phòng ngự rất hay. Thậm chí anh đang hỗ trợ cả nhiệm vụ đánh chặn của các cầu thủ ở hàng tiền vệ để có thể giúp cho khung thành của Bùi Tiến Dũng thêm phần an toàn. Pha đi bóng của Phi Sơn, rất hay. Công Phượng đã có bàn thắng rồi. Vâng ạ. Đó là pha kiến tạo của Ronaldo xứ Nghệ và người ghi bàn là Messi phố núi. 1-0 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Không còn gì tuyệt vời hơn khi Ronaldo gọi và Messi trả lời ngay. Vâng, trước đó họ đã có 3 tình huống phối hợp. Công Phượng cũng có 3 cú dứt điểm và đến cú dứt điểm thứ 4, người ta bảo rồi, quá tam thì ba bận. Và vừa rồi thì Nguyễn Công Phượng đã chứng minh đẳng cấp của anh. Một tình huống đệm bóng cận thành trong một tình huống tấn công rất nhanh, nhưng công lớn phải thuộc về Trần Phi Sơn. Pha đi bóng khiến cho hàng thủ của câu lạc bộ Hoga United biến thành những gã hề. Chắc chắn đây chưa phải là bàn thắng cuối cùng của Công Phượng trận đấu ngày hôm nay. Công Phượng là thi đấu rất bốc lửa, rất hay. Vâng, đây rồi, người bốc lửa Nguyễn Công Phượng. Bên kia là Phi Sơn, đây là Phi Sơn, có thể dứt điểm. Cú dứt điểm không vào, nếu như đó là một bàn thắng thì tuyệt vời. Công Phượng và Phi Sơn đang tạo ra một bộ đôi cực kỳ nguy hiểm. Công Phượng chỉ cần vượt qua được cầu thủ trước mặt thì hoàn toàn để tạo ra khoảng trống cho chính anh hoặc là Ngô Hoàng Thịnh có thể cú dứt điểm. Đây là Công Phượng, vẫn là Công Phượng rất khéo, vẫn là Nguyễn Công Phượng. Vâng, đột phá đến 3 cầu thủ trước mặt của câu lạc bộ Hoga United. Mọi người cũng dành cho Trọng Hùng một tràng pháo tim và chúc Trọng Hùng sẽ mạnh khỏe cũng như là ngày càng trưởng thành hơn. Mané không vào, đường kiến tạo là Nguyễn Công Phượng. Ngày hôm nay Công Phượng đã hơn một lần kiến tạo dành cho cầu thủ mặc áo số 99. Tình huống gẩy bóng rất tinh tế của Công Phượng và cú đáng ra Mané cần phải thực hiện một cú ngoặt bóng để cho đối thủ bị lạc trôi, và sau đó anh dùng cái chân trái của mình cứa vào góc kia của khung thành thì đội bạn bắt vào mắt. Tình huống đá phạt góc của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây rồi, Công Hiền chuyển lại cho Ngô Hoàng Thịnh Trang. Không, anh quyết định là tung ra một tình huống xử lý tôi cũng chưa biết gọi là gì cả. Công Phượng, Mané vẫn còn. Phi Sơn hay quá, bên trong Công Phượng sẵn sàng đệm bóng rồi, nhưng đó cũng được chuyền bóng đánh đâu vào rồi. Là này thì cầu thủ vừa bỏ lỡ cơ hội đó là số 99 Diamino Mané đã có một tình huống ghi bàn tuyệt vời. Người kế tạo là Phi Sơn. Ngày hôm nay Phi Sơn đã có 2 đường kiến tạo. Vâng, tuyệt vời. Ronaldo Việt Nam đang thể hiện cái duyên của mình, những tình huống ăn mừng theo phong cách, vâng, giải rất công go. Sầm Hồng Đức rất lăn xả, rất hay. Tiếp tục bật rất nhanh Công Phượng. Phi Sơn đang di chuyển ở cánh rồi, được chọc khe của Công Phượng dành cho Aquen Dede. Có rồi, Phi Sơn. Vâng, một tấn công rất hay, bóng vẫn còn. Phi Sơn, Công Phượng tuyến hay. Phi Sơn, go vào. Công Phượng vẫn là cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, vừa rồi là một loạt những tình huống xử lý. Vâng, cú dứt điểm hụt là của Ngô Hoàng Thịnh. Văn Sơn, Công Phượng đang di chuyển ở bên cánh phải, đường chuyền rất hợp lý dành cho Công Phượng. Vẫn là Công Phượng, đi bóng Công Phượng, dứt điểm không vào, vẫn còn. 3-0 chưa, vẫn phải là cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Cú dứt điểm cuối cùng không vào. Đáng tiếc là cú dứt điểm đầu tiên thuộc về Phi Sơn thì nó lại không đi chính xác.
Vâng, nếu như Phi Sơn có bàn thắng thì thực sự đó là một điều tuyệt vời. Cực kỳ khéo, Phi Sơn đang di chuyển. Vâng, bàn đây đã không thể có đường chuyền thuận lợi dành cho Phi Sơn. Nguyễn Công Phượng, vâng, di chuyển cưới. Như vậy là không vào. Vâng, Công Phượng và Ngô Hoàng Thịnh liên tiếp là những cú dứt điểm của Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Hoàng Đức rất khéo. Ngô Hoàng Thịnh tiếp tục là Sở Hoàng Đức. Phi Sơn tiếp tục là Phi Sơn. Công Phượng khéo quá. Công Phượng và Ngô Hoàng Thịnh. Công Phượng, Công Phượng không vào. Và solo tuyệt vời của Nguyễn Công Phượng, đấy chính là hình ảnh mà như vậy vẫn có bàn thắng dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Phải nói rằng ngày hôm nay Công Phượng đã thi đấu với đúng cái danh xưng là Lionel Messi của Việt Nam. Và tình huống đào bóng khiến cho đối phương ngất ngây con gà tây. Và Ba Đê này có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Nhưng công lớn nhất thuộc về Phi Sơn và Công Phượng. Phi Sơn và Công Phượng nhảy múa trước khu vực cấm địa của Hugo United. Vâng, một trận đấu quá hay. Và Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay họ thường xuyên ăn mừng tập thể. Không có gì thay đổi thì Moses Oloya và Đức Huy vẫn là bộ đôi tiền vệ trung tâm của câu lạc bộ Hà Nội. Đường chuyền của Phi Sơn cho Công Phượng. Phi Sơn dứt điểm. Quả đá phạt góc cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Phi Sơn đang đạt đến độ chín của sự nghiệp. Và xử lý tự tin. Và cái chân của Thành Trung đã khiến cho cú đá vừa rồi của Phi Sơn không thành công. Đấy đâu, không vào. 1m94, Diakite rõ ràng là hung thần trong tình huống không chiến. Nhưng chúng ta hãy theo dõi lại cái cách mà cầu thủ này di chuyển rồi lắc đầu. Nếu bóng đi chính xác thì có lẽ là Văn Công không có cội. Còn đây là tình huống phối hợp giữa Công Phượng và Phi Sơn. Với một tiền đạo đá cắm hiệu quả như Abido Bande và với hai cầu thủ có lối đá khéo léo như Phi Sơn cùng Công Phượng thì ông Trung Nguyễn Sơn rõ ràng đang có trong tay một bộ ba có thể bổ trợ cho nhau rất lý tưởng. Phạm Công Hiển là một trong những cầu thủ đã đá rất tốt trước câu lạc bộ Hà Nội ở lượt về của mùa trước. Văn Quyết không được. Tôi cho rằng tình huống vừa rồi thì ý đồ của Văn Quyết và Papeoma là rất tốt, nhưng nhịp độ đã hơi bị chậm. Nếu như làm cú nhả bóng sớm hơn của Văn Quyết để Papeoma băng xuống thì Bùi Tiến Dũng đã có thể phải đối mặt với một thách thức lớn hơn. Chậm một nhịp thôi thì mọi thứ đã không còn trong tầm kiểm soát và Bùi Tiến Dũng lúc đó mới là người chủ động. Như vậy là lưới của Văn Công đã rung lên. Chúng ta đang theo dõi lại tình huống làm chậm pha tấn công của câu lạc bộ Hà Nội thì câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh đã mở tỷ số trận đấu. Có vẻ như người ghi bàn là Phi Sơn. Bebeto với những hình ảnh ăn mừng mà chúng ta thấy ở World Cup năm 1994 đã tạo ra một trào lưu ăn mừng du con rất hay. Chúng ta vẫn đang nóng lòng để theo dõi tình huống mở tỷ số. Không biết có phải của Công Phượng không? Đây rồi. Bàn ghi bàn có lẽ là của Công Phượng. Cú đá rất bất ngờ. Bóng đi khó chịu là mặt cỏ. Có lẽ Văn Công cũng không nghĩ là số 21 của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lại thực hiện cú ra chân trong tình huống vừa rồi. Trong số các ngoại binh của câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài Diakite, Amido Bande, họ còn có Seo Jung Đức, cầu thủ U20 Hàn Quốc, đồng hương của ông Trương Huy Sâm. Pha trả bóng tốt của Công Phượng. Công Phượng băng vào nhưng Văn Công đã chơi tập trung. Đó là một quyết định chúng tôi cho rằng là hợp lý. Khoảng trống đủ để Phi Sơn thực hiện cú ra chân. Vì đã ghi bàn thắng gỡ hòa hai đều trong trận đấu lượt về mùa trước. Và rất thú vị khi đó là một pha đánh đầu ghi bàn vào đúng ngày sinh nhật của anh.
Phượng. Huy Toàn và Công Phượng cũng đã từng chơi rất ăn ý với nhau ở đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games năm 2015. Thêm một quả đá phạt góc nữa dành cho đội chủ sân Thống Nhất. Phí Sơn không vào. Văn Công đã chơi tập trung. Phí Sơn quyết định đá thẳng. Chúng ta cùng theo dõi lại cú đá khó chịu của Phí Sơn. Văn Công đã chơi rất tập trung ở tình huống này.